Nhật xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Đây là một cái con đường đi mà mình đi qua bên ranh giới Campuchia đó. Thì đường trong đây nó rất là vắng và cái con đường nó tầm khoảng có 3 mét thôi mọi người. Đây, đó, Trinh chia sẻ với tất cả mọi người coi cái con đường khi đi vào ranh giới của Campuchia nha. Thật sự mà nói đường này đi ban ngày thì khá là ok, nhưng mà nếu mà tất cả mọi người mà đi vào buổi tối thì chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ dám đi. Đây là một cái con đường mà có thể nói là đồng không mông quạnh và cũng vắng vẻ, khá là ít người thưa thớt đi nha mọi người. Nhật xin chia sẻ cho mọi người coi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Nhật đang có mặt ở cái khu vực biên giới giáp ranh với Campuchia và Long An. Sau đó là ở đây nó cũng gần khu vực của Tây Ninh luôn cả nhà. Đây, thì mọi người thấy cái bảng này là khu vực biên giới đó. Cái tiếng này là tiếng của người Campuchia. Thì Nhật sẽ chia sẻ cái hành trình đi qua Campuchia cũng như là cuộc sống của bà con người Campuchia như thế nào cho tất cả quý vị khán giả cùng xem đất nước Campuchia như thế nào nha mọi người. Đây. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì hiện tại là Nhật đang có mặt ở xã Mỹ Quỷ Tây, xã Quỷ Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thì nơi đây là giáp ranh với lại Campuchia. Thì khi mọi người qua bên bển á, trên cái con đường này nè, mình đi vô tầm khoảng 50 mét đó, Nhật đang đi á, đang đi bộ, là mình sẽ giáp ranh với lại Campuchia. Là bên đó là mọi người biết là cờ bạc đánh đề là một cái chuyện bình thường trong nước Campuchia, và tất cả những cái hành trình như gì, những chiếc xe hơi mà đang chạy á mọi người, là đa phần đó là các anh chị doanh nghiệp hoặc là những người mà họ đi qua Campuchia chơi đó, thì qua đánh bài cờ bạc là chuyện bình thường thôi. Thì lần đầu tiên được đến đây và giống như là mình trải nghiệm, mặc dù là cái đường lộ ở đây họ đang làm nó bị lún nè, rồi nó bị bụi bặm tùm lum hết trơn nè. Mình đang đi bộ để mình quay cho cả nhà coi là trên cái tuyến đường này như thế nào, và giáp ranh với lại bên Campuchia. Mặc dù là con đường nó không có được bằng phẳng đẹp đẽ, nhưng mà có rất là nhiều xe hơi nha, rất là nhiều xe hơi. Họ đi từ các tỉnh thành khác nhau. Đó. Đây mọi người thấy không? Đây là những chuyến xe hơi mà từ bên Cam họ về nè. Mọi người có thể là nhìn vô nha, những chiếc xe là mọi người có thể đoán được là họ đi đâu về, đúng không? Rất nhiều luôn. Dù mình đang đi ngoài đường
bụi dữ lắm không quý vị. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều xe hơi xịn nha. Rất là nhiều xe hơi xịn, họ đi từ bên Cam về đó. Họ đi làm gì? Họ đi để có thể là đi giải trí. Hoặc là mọi người thấy trên những chiếc xe đó, nó bít bùng luôn, không mình không có nhìn thấy bên trong. Nhưng mà quý vị khán giả có thể xem video này không thấy, nhưng mà Nhật thì nhìn thấy rất là rõ. Đó, như cái xe này ở thành phố nè. Hả? Đây, rất là nhiều xe hơi chạy luôn quý vị ơi. À, Nhật xin chào tất cả quý vị khán thính giả gần xa. Thì trong thời gian gần đây á, thì cái câu chuyện mà về tất cả những cái bạn trẻ mà muốn sang Campuchia đi làm việc á, thì có nên hay không? Và ngày hôm nay thì Nhật đang có mặt ở dưới lại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thì nơi đây là nó giáp ranh với biên giới của Campuchia. Và ngày mai Nhật sẽ qua sang Campuchia, Nhật sẽ quay lại những cái khoảnh khắc tất cả mọi cái sinh hoạt của người Campuchia như thế nào cho quý vị khán giả cùng xem. Và đặc biệt hôm nay thì Nhật có một cái cuộc gặp gỡ với một cái cậu thanh niên đang ở cái khu vực biên giới Campuchia, mà cậu là người Việt Nam chứ không phải là người Cam nha mọi người. Thì Nhật sẽ chia sẻ về cái khoảnh khắc mà cậu thanh niên này biết đã từng qua Campuchia rồi. Thì bạn có thể cho mình biết là bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và bạn đã từng sang Campuchia được bao nhiêu lần? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trung. Thì năm nay mình cũng ba mấy tuổi rồi. Mình ở biên giới Campuchia này thì cũng hay đi qua đi lại làm việc. Thì cũng thực ra là cũng chứng kiến rất là nhiều người ở xa họ tới đây, họ làm việc có, đi chơi có, tham quan có, đi du lịch có. Ngay cả là cái việc mà biên giới thường thường là hay có mấy cái chuyện mà mấy cái trò chơi về liên quan đến tiền bạc, ví dụ như đá gà hay là bầu cua hay là tài xỉu gì đó, hoặc là casino ở cái vùng biên giới này rất là nhiều luôn. Hầu như các bạn Việt Nam đều biết là ở cái vùng biên giới mà từ giáp bên Tây Ninh đi về Mộc Bài đó, thì xuống tới Long An thì có Mỹ Quý Tây hay là mấy cửa khẩu khác gì đó, bước qua biên giới là sòng bài, sòng bạc rất là nhiều luôn, nhiều khu đá gà lắm. Việt Nam qua đây rất là nhiều luôn. Thì đó cũng có hồi dịch đó thì đỡ đỡ, mà sau dịch nên nè thì bắt đầu các cái khu vui chơi đó nó hoạt động lại, thì nó cần rất là nhiều người Việt Nam để qua đây làm đó. Thì nếu như mà bạn mà có người quen, bạn biết về công việc, có người quen giới thiệu qua đây làm thì rất là ok, lương rất là ok luôn. Làm rất nhiều công việc liên quan tới cờ bạc, ví dụ như là cài đặt máy móc này nọ, về bắn cá này nọ cái thứ, rồi bầu cua tài xỉu gì đó. Nếu mình biết công việc mình làm thì lương rất là cao, rất là ok. Còn nếu như mình không biết làm này nọ cái thứ thì nó người ta sẽ đẩy cho bạn làm những công việc mà không liên quan đó. Nhưng mà ở đây như bạn biết thì hầu hết các cái casino này đều là do người Trung Quốc người ta mở ra ở biên giới Campuchia hết. Trung Quốc rất là nhiều luôn, hầu như luôn á. Dạ. Ví dụ như Trung cho Nhật hỏi là hiện tại là Trung đã sang Campuchia được bao nhiêu lần rồi? Mình cũng đi 4-5 lần rồi. Mà Trung có bao giờ có ý định là mình sẽ làm việc tại bên Campuchia không? Lúc trước thì mình cũng có đi làm cho một công ty. Nhưng mà qua mình làm thời gian thì mình cảm thấy cái công việc của làm của mình nó quá sức đi. Thì mình làm đủ cái hợp đồng của người ta là 3 tháng rồi mình đi về. Đó, mình không có quay trở lại làm nữa. Thì có theo Nhật được biết á, những cái thông tin giống như là có rất là nhiều công ty ở bên đó, rất là nhiều công ty khi mà họ mời các bạn bên Việt Nam qua lao động, nhưng mà đa phần là giống như là Nhật được biết cái việc là bạn của Nhật đã từng đi qua đó làm, ví dụ như qua đó là làm quản lý nhân sự hoặc là làm trưởng phòng và tuyển nhân sự, nhưng mà cái công việc của họ là làm game đó. Làm game là làm như thế nào thì Trung có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Tại Trung đã từng làm rồi, mà công việc của Trung là Trung làm gì? Làm game đó là cái cách mà nói chung thôi. Chứ còn nếu mà vô cụ thể từng công việc thì nó sẽ có những công ty họ làm về cái mảng khác nhau, ví dụ như quýnh bài trên internet
thì sẽ có những người mà gọi là ngồi ở đằng sau máy tính điều khiển cho những cái bàn chơi đó, nó tỷ lệ ăn chia phần trăm nó như thế nào để cho cái người chơi họ bỏ tiền vô. Ví dụ như mình chơi ít thì mình thắng, mình chơi nhiều thì mình thua, kiểu như vậy. Thì mình khi mình quản lý online như vậy á, là chơi toàn thế giới luôn, Việt Nam có, Trung Quốc có, Thái Lan có, Malaysia có, là online chơi online. Còn nếu như chơi trực tiếp thì có những cái sòng bài mình chơi ở đó, thì người Việt Nam mình hay qua chơi là đi thẳng vô trong sòng bài chơi. Thì trong đó nó có rất nhiều môn lắm, tài xỉu, poker này nọ các thứ, rồi đá gà đó. Nếu mà đá gà thì mình ra ngoài trường gà luôn, vừa chơi online vừa chơi thực tế trực tiếp luôn, nó nhiều thứ lắm. Còn á, nếu như bạn có chuyên môn, bạn có tay nghề, người ta sẽ hướng dẫn cho bạn là làm quản lý những cái trang web. Còn nếu như đó là trường hợp những người có kinh nghiệm, giống như ví dụ như những bạn mà 14, 15 tuổi đi qua mà không có kinh nghiệm làm thì cái sự bóc lột sức lao động, hoặc là có thể là họ sẽ dùng những, nghe nói là dùng tra tấn nữa đó, dùng, nhưng mà tùy, phải không? Tùy công ty. Đúng rồi, thật sự là cái điều đó là có. Nếu như mình làm được việc thì người ta trả lương mình ok, còn mình làm không được việc á thì người ta sẽ đẩy cho mình một công việc khác, hoặc là bán mình cho một công ty khác đó. Cứ bán như vậy rồi mình có nghĩa là bán như vậy thì mình cũng đâu biết số phận mình sẽ ra làm sao, rồi tương lai mình sẽ như thế nào. Đúng rồi. Ví dụ như mình qua mình hợp đồng, mình làm cho cái công ty chuyên về đá banh đi đó, nhưng mà mình vô mình làm không có được thì cái người mà quản lý của cái công ty đó họ sẽ bán mình qua một cái công ty về làm về tài xỉu đó, hoặc là những cái trang ví dụ như game đi đó. Thì nếu như mình làm không được công việc đó, thì người ta sẽ ép mình làm, nếu mà là không được đó, thì người ta sẽ bán mình. Nhưng mà làm thực sự ra đó, người làm như người Trung Quốc, người ta ép gọi là ép bốc sức lao động, đúng rồi, ép buộc bốc sức lao động. Rất là nhiều hình thức bốc sức lao động, ví dụ như mình tăng ca này, làm thêm giờ này, có nhiều khi đó là bắt mình làm gọi là bỏ đói với mình luôn á. Có nghĩa là những cái người Trung Quốc đó, họ không có để cho mình thời gian rảnh rỗi, cứ là họ cứ mình thấy mình cứ mình qua bên đó làm là họ có nghĩa là mình rảnh là mình cứ làm chứ không có nghỉ ngơi luôn hả? Đúng rồi, có. Có bao mình ăn ở hay là lo cho mình không? Có, người ta sẽ cho mình ăn ở, nhưng mà trong đó là người ta quản lý rất là kỹ luôn. Người ta sợ mình cái người lao động bỏ trốn. Nên là bao giờ cũng có bảo vệ để canh những người mà làm việc, sợ người ta bỏ trốn, hoặc là sợ người ta lén lén đi tiểu hay đi vệ sinh hay đi ăn cơm gì đó là bỏ trốn, nhảy rào bỏ trốn. Tại vì nên là người ta sẽ nhốt riêng ra, bộ phận nào quản lý thì ở riêng, bộ phận nào mà làm việc, công nhân làm việc thì ở riêng ra đó. Nhưng mà cũng có những người cam á, họ làm việc cho người Trung Quốc, họ coi quản lý, họ có cả súng ống để quản lý ở cái khu lao động đó. Cho nên là bởi vì giống như bản thân của Trung á, thì Trung đã làm việc bên đó 3 tháng và Trung cũng là một cái người ở cái khu vực giáp ranh với biên giới Campuchia. Thì theo Trung, cái suy nghĩ của Trung là do cái nhu cầu của những người dân Việt Nam chúng ta là thấy cái mức lương cao quá, họ muốn đi làm để đổi đời, để đổi của cái cuộc sống kinh tế, hay là vì một cái việc gì đó mà họ bất chấp hết mọi thứ mà họ qua bển họ làm, họ không sợ nguy hiểm. Thì theo Trung là Trung có cái lời khuyên gì đến tất cả mọi người, tại thật sự mọi người khó khăn thì mọi người mới đi qua Cam làm, còn nếu mà có kinh tế có điều kiện thì cũng không ai đi làm đâu. Nhưng mà theo bản thân của Trung đã từng đi qua đó làm rồi, thì Trung có cái suy nghĩ như thế nào khi khuyên các bạn trẻ, mà những bạn háo thắng khi mà nghe được những cái lương cao? Đúng rồi, thì sau dịch này thì mình thấy ở Sài Gòn rồi ở các tỉnh Bình Dương miền Tây đó là có một số bạn trẻ là tuyển dụng việc nhẹ lương cao này nọ có thứ để mời gọi người Việt Nam, những người trẻ để đi qua Campuchia làm rất là nhiều luôn. Mà dạo gần đây là báo chí cũng có đưa tin bị lường gạt đó, có nghĩa là thấy quảng cáo giới thiệu này nọ có thứ, cái hẹn người ta tới quán cà phê, không có biết là người ta có đồng ý đi làm hay chưa, nhưng mà bỏ thuốc mê hay là bỏ thuốc ngủ gì đó rồi cái chở qua bên biên giới lường gạt người ta đó. Đó rồi cũng có những người là đi về quê những cái vùng miền ví dụ như miền Tây Nguyên đi, mời một giới thì bạn bè là nói là lương cao, làm khỏe, làm những công việc nhẹ nhàng này nọ có thứ, rồi cái
chở qua bên biên giới bán cho những công ty họ đang cần người làm đó, kiểu vậy đó. Thì thật sự ra mình cũng có lời khuyên cho các bạn là nếu như mình tìm được một cái công ty hoặc là một người quen mà đảm bảo mức lương, mức sống với cuộc sống mà nó giống như Việt Nam á, thì các bạn hãy đi làm, chứ còn đừng nghe những người ngoài người ta chào mời này nọ, có thứ lương cao không có đâu. Dạo gần đây lừa rất là nhiều luôn. Ủa, có nghĩa là Chung nói là giống như là mình có những người bạn bè thân quen ở bên Campuchia và có cái nguồn gốc rõ ràng đàng hoàng thì có mình công nên ty. Qua đó mình làm. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự đó, nó cái sự nói cho Chung biết ở đây á, bản thân của Nhật cũng không phải chưa người chưa đặt chân đến Campuchia, nhưng mà qua những cái thông tin của những người thân chia sẻ thì dù mình có bạn thân đi chăng nữa, nhưng mà thân thì thân ai nấy lo, cái đồng tiền nó rất là quan trọng. Giống như một cái trường hợp mà Nhật đã từng chia sẻ trên cộng đồng mạng cho mọi người xem á, là bạn của Nhật là cũng có một người bạn bên Campuchia mở công ty hẳn hoi. Khi mà bạn ấy qua làm được 3 ngày thì cái sức chịu đựng của bạn ấy không có được, tại vì bạn ấy cũng là dân lao động, cũng không có được chịu được cái sự khắc khổ cũng như là cái sự giam cầm đó, mình dùng từ giam cầm đó. Thì 3 ngày bạn ấy lại về mà bạn ấy phải bỏ ra 190 đô. Thật sự mà 190 đô thì nó không phải là số tiền nhiều, nhưng mà bạn ấy khá may mắn là vì cũng là bạn đó, cũng là bạn bè kêu qua làm đó. Chứ thật sự á, nếu mà mình qua bển mình làm không được việc á, là mình phải bỏ một cái số tiền rất là lớn. Đền hợp đồng mình tính từ cả ngàn đô, mình không biết là số tiền bao nhiêu, nhưng mà đó mình mới được về Việt Nam. Còn giống như bạn Chung thì Chung chia sẻ là cái việc là Chung làm hết hợp đồng 3 tháng, mà trong 3 tháng đó khi làm tại một cái công ty đó thì có những cái rủi ro hay là có những cái gì mà Chung cảm thấy là nó không hài lòng, hoặc là tại sao Chung không muốn đi làm nữa. Cái khoảng thời gian mình làm là trước dịch thì đó, thì lúc đó là gọi là cái việc mà đi qua bên cửa khẩu Campuchia mà quýnh bài bạc ở Việt Nam nó rất là thuận tiện, rất là dễ. Người ta không có kiểm soát rất gắt gao giống như là sau dịch như thế này. Nên là cái lượng khách nó rất là đông luôn, nên là mình làm việc nó rất là dễ. Nhưng mà cái mà mình không thích, có nghĩa là mình bị gò bó và bị bó buộc ở trong công ty, có nghĩa là mình chỉ biết là làm việc và ăn ngủ tại công ty luôn. Đó, 3 tháng trời nói chung là mình không có thấy được mặt trời luôn á. Tại vì khi người ta mà gọi là chơi game online, đánh bài, đánh bạc online, người ta làm bất cứ giờ nào. Mà ở Việt Nam á, thường thường như có bạn thấy á, mấy người mà chơi bắn cá, chơi bài bạc, chơi bet 188 này nọ thứ, là chơi ban đêm không à. Có nghĩa là người ta chơi thì mình phải thức để mình canh máy. Đó, thì làm việc liên tục, mình không thể nào gọi là trai trẻ như vậy đó, nhưng mà không coi như là cái sức khỏe không cho phép. Đúng là rồi, đúng làm rồi. Việc 24/7 đúng luôn rồi. Đúng không? Bởi vì bởi vì có rất là nhiều những anh chị em, bạn bè, cô chú mà muốn đi đổi đời, muốn thay đổi một cái cuộc sống mới, nhưng mà thật sự cái đồng tiền nó cao, nhưng mà nó không đem lại cái sự hiệu quả về sức khỏe cho bản thân mình. Chứ không phải là ai cũng muốn kiếm tiền. Thực sự mà nói giống như bạn Chung khá là may mắn khi mà mình làm hết hợp đồng. Và trong cái thời điểm đó là chắc cũng lâu lắm hả? Mấy năm chưa? Cách đây cũng 3 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thật sự không có dễ dàng như vậy đâu nha. Đúng rồi. Khi mà mình đi qua bên Cam mình làm, nếu mà mình cảm thấy cái sự gian lao cực khổ, cái sự bốc sức lao động của người Trung Quốc mà họ dành cho cái người Việt Nam mình đó, nó quá cạn kiệt. Họ dùng hết sức lực của đúng người rồi. Việt Nam luôn. Cho nên là người ta cần, bây giờ các công ty Trung Quốc người ta cần người làm nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ không có người thì phải làm sao? Phải tìm cách đưa người Việt Nam qua, người ta mồi chài kéo lừa đảo tất cả các kiểu luôn để qua làm. Nếu mà làm không được việc là phải đền hợp đồng. Đó, đền hợp đồng là phải có thể là bán công ty khác. Đúng rồi, bán cho công ty khác để họ lấy cái tiền bù vô hợp đồng đó. Rồi nếu mình muốn đi về thì mình phải kiếm tiền mình trả cho cái công ty mà đã mua mình đó. Đó, thì dạo gần đây là có những số trường hợp là gọi là cầu cứu. Rồi gọi về gia đình nói là cha mẹ bán đất bán đai gì đó là chuyển tiền qua để cứu con về. Là có nha. Đó, một số gần đây là có cái chuyện đó. Nếu như Chung hiện tại thì mình đang ở trên cái mảnh đất của Long An, nhưng mà nó chỉ còn khoảng là 20m nữa là có thể là tới ranh giới của Campuchia, là mình chỉ cần đưa passport qua cửa khẩu thôi. Thì có rất là nhiều những xe hơi họ đang chạy sau lưng anh Chung đó. Thì đây là một trong những cái trường hợp là như thế nào mà xe hơi chạy dập dìu gì anh Chung? Đây cửa khẩu thì nói cho các bạn biết luôn á, thì cửa khẩu thì bây giờ Việt Nam với Campuchia thì nó cũng có thông thương, nên là cái việc mà người ta sáng người ta đi tới chiều về là chuyện bình thường. Mình có bách bò, mình cứ đi qua mình đóng dấu này nọ các thứ là có người đưa sẵn vô cho mình đi chơi ở khu sòng bạc này nọ các thứ, mình muốn chơi cái gì là có, cái này người ta dẫn đưa hết.
Còn nếu như mà không có bắt đo không thì người ta sẽ đưa mình đi đường gọi là đi đường vòng á, đi qua những cái con sông hay là gì đó, ta chở bằng xe máy để mình đi đường lưng lũi á đó. Đó mình qua chiều của mình đi về cái đường này nè hả, rồi gần cửa khẩu ngày nào ta đi. Đây là sau dịch là cũng đã giảm bớt phần nào rồi, chứ trước kia ta đi dữ lắm đó. Thì nhu cầu quýnh bài quýnh bạc chơi này nọ các thứ ở biên giới thì nó vậy đó, như bạn thấy đó, người ta sáng đi chiều về các kiểu luôn. Thì nói chung là hôm nay rất là cảm ơn anh Trung đã có một cái buổi chia sẻ về cái hành trình cũng như là cái cuộc sống hiện tại giữa cái Long An và Campuchia khi giáp ranh giới nhau chỉ có một vài mét thôi, vài mét đất thôi. Thì những cái hệ lụy và những cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta đặt chân đến Campuchia, thì đó là trong những cái điều mà rất là bổ ích cho những bạn trẻ mà có cái định hướng là muốn đi làm việc nhẹ mà lương cao, hoặc là có thể suy nghĩ lại những cái hành động của mình khi mà mình muốn đi làm một công việc gì đó không đơn giản là muốn kiếm tiền nhiều là mình phải ngồi không mà ăn bát vàng, ví dụ vậy. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều nha.